Dạ, xin chào các anh chị nhà đầu tư. Trong video này thì em sẽ tiếp tục nhận định VN Index trong xu hướng là từ ngày mùng 6 cho tới ngày mùng 10 tháng 3. Ở video trước thì em có nhận định với nội dung là tiêu đề là cơ hội mua trung hạn. Thì ở trong cái video này thì em sẽ nhận định về cái xu hướng hiện tại và cái kịch bản tiếp theo mà nó có thể xảy ra. Ở hiện tại thì em có kẻ hai cái đường kẻ màu vàng này tại đây, là thể hiện rằng là VN Index đang có một vùng giá đi ngang, nhưng tuy nhiên vùng giá đi ngang trong một cái biên độ thu hẹp hay còn gọi là vùng giá nén. Và ngày hôm qua thì một cái nến bắt đầu vào khoảng từ 9 cho tới 10 giờ thì là một cái nến xanh, là điểm giao nhau giữa cái khoảng thời gian bắt đầu cái vùng thời gian này. Do vậy thì em cá nhân em nhận định rằng là trong cái khoảng thời gian từ ngày mùng 8 cho tới ngày 13 tháng 3 thì có khả năng VN Index nó sẽ đi lên cái tới cái vùng cản này, là từ vùng 1066 cho tới vùng 1074. Quay trở lại cái vấn đề xu hiện tại chính là ở đây có một vùng giá nén, thì cuối phiên chiều ngày hôm qua thì có một lực mua mạnh với độ dài của thân nến xanh khá là dài. Vậy thì bản tiếp theo nữa thì VN Index nó sẽ có thể tiếp tục tăng lên. Thì hiện tại trước mắt nó có một vùng cản tại đây, nhưng tuy nhiên thì chỉ khoảng cách là 4 điểm thôi. Do vậy thì em sẽ kỳ vọng xa hơn là tới cái vùng cản này. Thì hầu hết đa phần là các anh chị có điểm mua ngày hôm qua hoặc là những điểm mua sớm trước đấy thì đều đang có lãi. Nhưng tuy nhiên thì để xác nhận an toàn và có một cái xác suất hay còn gọi là cái yếu tố ủng hộ cho cái lệnh mua của ngày hôm qua, thì khoảng tới đầu giờ chiều là tính ngày bắt đầu từ 14 giờ chiều ngày hôm qua em mới bắt đầu khuyến nghị mua mã VND. Với điểm mua bấy thì em đặt kỳ vọng rằng nếu như mà em tham gia mua tại đây thì cái điểm stop loss, tức cái điểm cắt lỗ của em khá là ngắn, và cái điểm chốt lời của em thì nó cũng được một khoảng khá là xa, tương đương với tỷ lệ là lỗ 1 và gần được 2. Trong cái giai đoạn này thì dòng tiền nó cũng chưa được lan tỏa ra các nhiều nhóm ngành. Do vậy thì em khuyến nghị rằng là nên tập trung vào những cái mã như kiểu là thép, hoặc là chứng khoán, hoặc là ngân hàng. Bất động sản thì ngày hôm qua chỉ có duy nhất một mã, đó là mã DXG, mã đất xanh, thì nó còn giữ duy trì được sắc tím. Mã DXG ngày hôm qua thì đa phần là tất cả các mã, các nhóm ngành đều tăng. Nhưng tuy nhiên thì điểm nổi bật nhất thì có khả năng thì tuy nhiên điểm nổi bật nhất là ở đây thì gồm có mã ngân hàng là VPBank với mức tăng khá là tốt, 4,3% trong ngày hôm qua. Quay trở lại với VN Index thì hôm qua thì chúng ta có một điểm mua sớm hay còn gọi là điểm mua an toàn. Nhưng tuy nhiên nhá, trong ngày hôm nay là ngày mùng 9 tháng 3, các anh chị hạn chế mua hoặc là mình sẽ không mua nữa, bởi vì là cái điểm mua an toàn nó đã qua rồi. Nếu như mà mua ngày hôm nay thì cái điểm cắt lỗ và điểm chốt lời nó sẽ không còn tốt nữa. Do vậy là mình sẽ không nên mua tiếp gì. Để có thể là nhận được những cái thông tin về khuyến nghị hoặc là các điểm tư vấn đầu tư thì các anh chị có thể kết bạn với em qua Zalo hoặc là qua cái nhóm chung em để ở phần mô tả. Cảm ơn anh chị đã theo dõi.